đồng ý với em. Đêm nay anh nhất định sẽ lấy lại những gì em đã mất trong những toàn bộ sẽ được trả lại cho em. Anh có thể bán cho tôi 2 thanh gỗ trầm này. Nếu anh muốn, tôi sẽ tặng anh 1 thanh. Tặng con thật biết cách làm ta đau lòng. Không được, tôi không thể lấy, không được. Tôi sẽ trả 20 triệu đồng để mua 2 thanh gỗ của anh. Khi tôi bán đi, tôi sẽ trả lại thêm cho cậu 20% thế nào? Trong lòng Châu Thẩm có một chút cảm động. Không ngờ chỉ mới quen nhau không lâu, Hà Gia Vinh đã có thể rộng lượng với tôi như vậy. Nghe Châu Thẩm nói 20 triệu đồng và chia thêm phần trăm, tôi không thể từ chối và đồng ý. Ba nên chia một phần tiền này cho Gia Vinh. Lúc này, Giang Yến nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng, Gia Vinh. Tiền này hai chúng ta chia đều. Không cần, ba cứ để lại cho ba. Tiền của con cũng là tiền của ba. Là con rể tốt không phải là con trai tốt. Là con trai tốt. Giang Cảnh Nhân mỉm cười vui vẻ. Lúc này, ánh mắt của Giang Yến đối với cô không thể không nhẹ nhàng hơn một chút. Giang Cảnh Nhân cũng cảm thấy vui sướng trong lòng. Khi trở về, tôi sẽ đưa tiền cho vợ. Vị trí của tôi trước mặt vợ tôi sẽ được củng cố. Sau khi buổi đấu giá đồ cổ kết thúc là một bữa tiệc tri ân. Gia Vinh, hôm nay anh đã giúp Châu Thẩm kiếm một khoản lớn đấy. Sau này trong phiên đấu giá đá hãy giúp tôi một chút. Không cần nhiều, tôi chỉ cần kiếm được 1 hoặc 20 triệu đồng sẽ làm tôi trở nên vĩ đại trước mặt cha tôi. Thân vận nói xong, đầy kỳ vọng nhìn tôi. Tôi chỉ là may mắn thôi. Miệng cưỡng tôi cũng có chút hiểu biết về đồ cổ, nhưng về đá thực sự là không biết gì. Tôi đã thể hiện rõ trong buổi tối hôm nay, đã giúp cha tôi kiếm được tiền, không cần phô trương thêm. Nếu không, Giang Yến sẽ nghi ngờ. Thân vận thở dài, hơi thất vọng. Chỉ bằng tài năng của mình, đã không biết còn nỗ lực nữa không? Tiểu thư, hoa của cô. Lúc này, nhân viên đi đến với bó hoa trong tay. Ai giúp ai gửi đến đây? Thật là có dũng khí muốn chết à? Giang Yến chưa nói gì, Thân vận đã nhanh chóng chửi. Sắc mặt tôi cũng chút thay đổi. Trong lòng tôi cảm thấy chút không vui, lại dám gửi hoa cho Giang Yến. Tôi muốn xem thử là ai. Ai đã gửi hoa cho tôi? Người đó nói là bạn của cô tên là Lý Tuấn Nghĩa. Sao thế? Không có gì, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Giang Yến vội vàng đứng lên và đi ra ngoài. Chị dâu sao thế? Thân vận và Châu Thẩm nhìn nhau một cái, hơi bối rối. Lẽ nào là anh ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi sao? Lần này, tôi muốn nhìn xem anh là thần thánh phương nào. Gia Vinh có vấn đề gì vậy? Gia Vinh, anh có biết người đàn ông này không? Đừng lo, đây là sự kiện của tôi có thể gọi người đánh anh ta ra ngay. Châu Thẩm nói một cách kiên quyết, thật không phải là khoa trương, anh ấy muốn ai ra đi thì phải ra đi. An ninh hôm nay hoàn toàn thuộc về gia đình anh ta. Tình huống như vậy tôi đã từng thấy nhiều lần, không còn cách nào khác. Khi cưới một người vợ xinh đẹp, anh phải học cách chịu đựng áp lực này. Haha, biết là được rồi, không còn cách nào khác. Vì chị dâu của chúng ta quá xinh đẹp nên khiến ai nấy cũng đổ. Gia Vinh, yên tâm, ba chỉ công nhận con là con rể của ba, còn những người khác không cho phép. Tôi sẽ đuổi đi hết. Sau nửa giờ, Giang Yến mới trở về. Lúc này, cô ấy đã khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu hãnh. Xin lỗi. Giang Yến xin lỗi vì sự đường đột của mình. Sau khi nhìn thấy bông hoa hồng trên bàn, biểu hiện của cô ấy thay đổi một lần nữa. Có những điều không thể giải quyết chỉ bằng việc trốn tránh. Gương mặt của Giang Yến ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Anh biết em muốn buông bỏ và đã cố gắng buông bỏ. Nhưng giống như bó hoa này trên bàn, việc bạn ném đi chứng tỏ bạn quan tâm đến anh ta. Chỉ khi em nhìn thấy anh ta mà không chút dao động, thì em mới thật sự buông bỏ. Giang Yến run rẩy một chút, đôi mắt cô ấy đỏ một chút, không nói gì. Ăn cơm đi, ăn xong cơm rồi nói chuyện. Thân vận nhanh chóng làm dịu bầu không khí. Giang Yến, em vẫn thích bó hoa anh tặng đúng không? Lúc này, phía sau Giang Yến đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm và lôi cuốn. Giang Yến run rẩy một cách mạnh mẽ, tay cô ấy bắt đầu run lên không kiềm chế được. Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ nắm lấy tay cô ấy, làm cô ấy bình tĩnh ngay lập tức. Anh đây rồi. Sau khi nói xong, tôi nắm tay Giang Yến và đứng dậy. Chào anh, tôi là chồng của Giang Yến, Hà Gia Vinh. Chào anh, tôi là bạn tốt của Giang Yến, Lý Tuấn Nghĩa. Lần này mục đích của tôi trở lại là gặp Giang Yến. Đương nhiên, từ lâu tôi đã biết mọi thông tin về Giang Yến. Anh Hà thật tuyệt vời. Không biết bạn đứng ở vị trí nào? Tôi tạm thời không có công việc. Tôi cảm thấy hơi bối rối khi bị hỏi, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình thản. Theo cách nói đó là Giang Yến đang nuôi anh à? Thật đáng ngưỡng mộ. Lý Tuấn Nghĩa mang trên mặt một nụ cười chế nhạo. Ánh mắt của anh ta nhìn qua Giang Yến. Dựa vào tài năng của Gia Vinh, tìm một công việc hàng triệu mỗi năm, đó không phải là chuyện đơn giản sao? Thân vận thấy Lý Tuấn Nghĩa chế nhạo như vậy, cảm thấy rất không vui. Nhưng hiện tại có phải anh ta chỉ biết ăn bám? Giang Yến không ngờ rằng em đã tìm một kẻ vô dụng mà nuôi bản thân không nổi. Anh ta cố kiềm chế tức giận, lời nói của anh ta rất lạnh lùng. Rõ ràng anh ta vẫn còn tức giận về việc Giang Yến bỏ anh ta. Chồng ơi, xin lỗi, người yêu của anh. Anh đã nói với em rằng anh và cô ta đã là quá khứ rồi. Sau đó, anh ta quay sang Giang Yến và nói: Xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Đây là vợ tôi, Lại Hà, con gái của chủ tịch ủy ban thành ủy thị xã Lâm An. Giang Yến cúi đầu, trong lòng cô đầy áp lực, cô đã rơi vào ký ức đau khổ. Ông Lý, cuộc hội nghị chính sẽ bắt đầu. Xin anh chuẩn bị trên tầng trên. Lý Tuấn Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời đi cùng với vợ anh ta. Phi cái gì đó. Đừng nói anh ta thực sự có một chút tài năng. 3 năm trước từ Mỹ trở về sau khi du học tại đại học chuyên kinh doanh đá quý, chỉ trong vòng 2 năm anh ta đã trở thành một ông trùm trong ngành đá quý ở Lâm An. Mặc dù không thể thiếu sự giúp đỡ từ cha vợ, nhưng khả năng của anh ta cũng không phải là tầm thường. Anh ta thực sự rất có tài năng. Châu Thẩm lắc đầu một cách bất mãn. Nghe nói anh ta đã sẵn sàng mở chi nhánh ở Thanh Hải. Vì vậy lần này là Thanh Hải đặc biệt mời anh ta đến. Sau khi buổi đầu giá kết thúc, anh ta còn sẽ lên sân khấu như một đại diện xuất sắc của sinh viên trường nước ngoài. Tôi cũng không thể làm gì anh ta. Không phải chỉ là sinh viên nước ngoài, cần phải kiêu ngạo như vậy không? Trong lòng tôi cũng rất tức giận, nhưng trong tình huống như vậy không thể đánh nhau được. Và Lý Tuấn Nghĩa cũng chỉ trêu chọc những điểm thực tế của tôi. Ai bảo Hà Gia Vinh không đủ tài năng? Tôi biết rằng lúc này trong lòng Giang Yến còn khó chịu hơn tôi. Nếu em khó chịu, chúng ta có thể rời khỏi đây. Giang Yến im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. Không phải như anh nói à? Trốn tránh là vô ích. Cách duy nhất để buông bỏ là đối mặt với anh ta. Sau khi nói xong, Giang Yến nhìn lên. Biểu cảm của cô ấy cũng trở nên quyết liệt. Chúng ta lên tầng trên đi. Được, chúng ta lên tầng trên. Anh hứa với em, đêm nay anh nhất định sẽ lấy lại những gì em đã mất. Trong những năm qua,